Con người có khi chẳng hề tốt lành. Sven, tình yêu sao thật khó. Cảm xúc anh giờ đây là chân thành nhất, thật hay. Thôi nào, Christoph, đừng che giấu nó. Xa nhau lối đi từ nay ngược chiều giấc mơ cái suy gần bờ làm sao khi thiếu vắng em quá lâu tạm biệt yêu dấu em về nơi nhiều điều ngóng chờ mà sao anh chỉ mong nỗi bước theo dù ở đâu ta cách xa qua năm lỡ đâu ngày sau quên mất nhau từ khi nào anh luôn nhung nhớ đuổi theo người quên đi đớn đau nào ngờ trong hoang mang anh đã lạc bước chân nơi rừng sâu lối đi nào là đúng sai vì thiếu nhau muốn đưa người vượt ngàn nắng gió mà lạc bước chân nơi rừng sâu chưa lần nào mơ đến lúc ta cưới nhau bất ngờ mình là ai mà yêu